World Steel Group. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của một công ty kết cấu thép hàng đầu Việt Nam, chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình và cứng cáp vững tiến trên hành trình cất cánh vươn xa. Đã sẵn sàng một năm 2020 với những hành trình mới của World Steel, mang theo sứ mệnh cao cả, đó là khẳng định vị thế thương hiệu World Steel trên trường quốc tế, tạo dựng giá trị, kiến tạo nên những công trình xây dựng trên khắp thế giới.